Rồi bây giờ mình cùng tiếp tục chuyển sang bài tập số 4 nhé. Đây là bạn thấy cũng cũng bình thường hả bạn? Bạn nhìn anh nè. À. Tuổi họ trung bình là cái khoảng thời gian mà một người họ mong đợi họ có thể sống được. Thì cái từ life expectancy và cái từ life span thì anh đã có giải thích cái sự khác nhau của nó rồi trong một cái buổi học về từ vựng hình như chủ đề về urbanization thì phải ha bạn xem lại để hiểu hơn ha. Tức là cái life expectancy là chúng ta expect, chúng ta mong đợi ví dụ là mình 20 tuổi và mình expect mình mình mong đợi là mình sống thêm 50 tuổi nữa thì đó được gọi là life expectancy ha các bạn. Rồi. Tuổi thọ trung bình là cái thời gian là cái khoảng thời gian mà một người có thể sống được đúng không ạ? Tuổi thọ trung bình thì thay đổi rất là nhiều từ giới tính cho đến uh, culture nền văn hóa trước đây thì người phụ nữ có cái tuổi thọ thấp hơn người đàn ông một trong bốn người phụ nữ thường chết khi họ sinh sinh con nhưng mà ngày nay thì họ sống trung bình nha thì từ bốn năm năm nhiều hơn người đàn ông hơn người đàn ông từ bốn đến đến năm năm vì họ đây là ai họ đây chính là người phụ nữ ta đúng mình là câu họ đây chính là người phụ nữ đó đúng mình là câu c nha câu này rất là dễ đúng không những câu này làm sai là đáng đáng trách rồi tiếp tục cho anh nhé câu tiếp theo uh, để coi tuổi thọ nha thì cũng đã tăng đáng kể trong những cái uh, thế kỷ vừa qua đúng không ạ với cái sự xuất hiện với cái sự xuất hiện với cái sự ra đời của những phép lạ hiện đại ví dụ là mới rảnh à? y khoa nè và cái sự hiểu biết sâu sắc hơn về cái cái về gì về bệnh dịch thì chúng lan truyền như thế nào vì thế cho nên tuổi thọ của chúng ta đã tăng lên từ 20 đến 30 năm đó vậy là bài này nói về tuổi thọ rồi mấy đứa các bạn xem anh uhm, câu hỏi nha mình đọc như vậy thôi mình làm câu số 1 thử đi câu số 1 là gì nhỉ theo đoạn văn này câu nào sai đúng nếu như chúng ta có một cái sự nghiệp gọi là thành công đúng không ạ? Và cái mấu chốt cái keyword trong đoạn văn này chính là có sự nghiệp thành công. Vậy bạn tìm kiếm cho anh trong đoạn văn này cái chỗ nào có có cái, cái keyword là có sự nghiệp thành công thì bạn đọc giúp anh nhé thì các bạn nhìn anh. Anh sẽ skimming ha. Anh à, skimming 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 anh thấy đây ha, có cái sự nghiệp thành công. Thì khi anh thấy ở chỗ này anh sẽ đọc ở chỗ này nhé bạn đó là cách mình đi thi mình làm ha nhưng mà bởi vì này anh sửa thì anh sửa trước sau giờ anh cũng có dịch hết thôi cho nên anh, anh sẽ dịch từ đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 theo theo thứ tự nha theo, theo theo thứ tự còn mấy bạn đi thi làm bài kiểm tra thì bạn nhớ là dùng bắt keyword và cái cách mà anh chỉ mấy đứa là bắt keyword rồi tìm kiếm keyword rồi tìm kiếm thông tin như thế nào anh đã livestream trong một cái livestream rất rất là kỹ là anh chữa đề của trường trường gì ta anh chữa đề của trường trường diễn có mất tiêu rồi à, mấy bạn xem là các cái livestream chủ đề gần đây của anh nó thì có một cái trường à trường Bắc Đông Quang các bạn à, nhớ xem livestream lúc anh là trường Bắc Đông Quang thì anh hướng dẫn mấy bạn làm bài đọc vô cùng kỹ và chỉ cần các bạn hiểu được cái cách làm bài đọc như vậy thôi anh tin là bạn sẽ làm đúng được rất là nhiều những câu đọc hiểu nhé rồi à, livestream trường Bắc Đông Quang thì anh like trên page nhé bạn bạn lên page cho bạn kiếm ở cái bài này thì bạn nhìn anh là ở nhưng quốc gia đang phát triển như là cái quốc gia này đúng không ạ à? cái nơi mà có cái tỷ lệ HIV và AIDS rất là cao thì tuổi thọ nha thì lại thấp chỉ có 32.6 năm mà thôi nhưng mà ở quốc gia phát triển như là Australia nè thì tuổi thọ nha lại cao đến 81 tuổi đúng không ạ à? và sao ngày càng có nhiều những cái nhân tố mà có thể loại bỏ đi những cái bất lợi mà chúng ta có đúng không ạ một trong số đó một trong số mà chúng tôi mà chúng ta đang quan tâm ngày nay nè chính là sự nghiệp của chúng ta career của chúng ta ảnh hưởng như thế nào đến với tuổi thọ của chúng ta lựa chọn cái sự nghiệp sai có thể dẫn đến cái tuổi thọ ngắn hay hay không đúng không ạ thì cái đoạn này nó sẽ dẫn ý thông tin ở cái đoạn tiếp theo các bạn đó thì cái động thông tin ở tiếp theo bạn chỗ này thôi ha nhưng đi giờ rồi bạn đọc chỗ này thôi nha dịch hết cho bạn nghe vậy thôi ha rồi tiếp tục nếu như bạn muốn sự nghiệp của bạn đúng không ạ mà? được mà gì mà tác động tích cực đến tuổi thọ của bạn thì bạn phải có rất là nhiều tiền bạn phải kiếm được rất là nhiều tiền thật vậy Đúng vậy, những người giàu ở trong những khu vực giàu có của England và Pháp thì sống uh, nhiều hơn 10 năm so với những cái người sống ở trong những cái khu vực nghèo khó, đúng không ạ? Về đọc đến đây thôi các bạn, anh xác định được câu số 1 mà các bạn. Theo như đoạn văn này, câu nào 2 đúng nếu như là mình uh, có cái sự nghiệp thành công. Về rõ ràng là mình có thể chi trả cho cái xe... Uh, chi Sorry, mình mình có thể chi trả cho việc tập thể dục và ăn khỏe sao không đề cập đến, mình có thể mua xe đắt tiền không đề cập đến, mình dành thời gian cả ngày trong office cũng không đề cập đến, mà gì mà tuổi thọ của mình sẽ được tăng tăng lên, đó đúng là câu a à, ha. Vậy là nếu như mình mình giàu có thì tuổi thọ của mình là có thể được tăng tăng lên, đúng không? Tiếp tục. Ở đoạn văn này chủ yếu thảo luận về vấn đề gì? Thì cái câu số 2 là cái câu main idea nhớ bạn. Cái câu main idea. Main idea đó là cái câu ý chính nha mấy đứa. Và là những cái câu hỏi về main idea này thì bạn để cuối cùng làm cho anh ha. Để cuối cùng làm cho anh là không bao giờ bị sai nhớ bạn. Còn nếu bạn nào mà xác định được luôn thì bạn chọn thôi còn bạn nào không xác định được để cuối cùng mình làm thì câu a là định nghĩa về tuổi thọ, câu b là so sánh tuổi thọ giữa đàn ông và phụ nữ nè, câu c là tầm quan trọng của sự nghiệp thành công nè và câu d là tác động của một sự nghiệp lên tuổi thọ của chúng ta thì bạn để cuối cùng mình làm câu này rồi sang câu số 3, câu ba hỏi là gì ta câu ba hỏi là ở theo như đoạn văn này câu nào dưới đây là đúng true là đúng ngoại trừ tức là mình đang tìm câu sai ngoại trừ và a là gì nhỉ tuổi thọ của chúng ta tăng từ 25 đến 30 năm cái này đúng rồi bởi vì có ít chiến tranh ngày nay phải không không phải câu này sai luôn đọc câu a thấy sai luôn nãy anh có dịch cho mấy đứa bạn thấy không nhỉ nằm đây nè đây là cái gì bởi vì gì với cái sự xuất hiện với cái sự ra đời của những cái những cái gì ta với cái sự ra đời của những gọi là phép lạ hiện đại đúng không? như là cầu cống này, y khoa nè và cái sự hiểu biết sâu sắc hơn về cái cái cách mà dịch bệnh nó nó lây lan thì tuổi thọ của chúng ta đã được tăng lên đúng không ạ? Vì rõ ràng chỗ ngoài là không phải vì ít chiến tranh hơn mà là vì chúng ta hiểu biết và y khoa vì ở những cái sự hiện đại trong cuộc sống mà các bạn đúng phải là câu, à, câu này sai luôn ha. Rồi sang câu 4 mà gì nhở? À, tại sao cái sự tăng trong căng thẳng thì sẽ dẫn đến cái sự tăng trong những cái tai nạn nơi nghề nghề nghiệp à, tai nạn trong lúc làm việc tại sao ạ à? stress à. anh xem tiếp như anh thấy từ stress nằm đây anh đọc tiếp nhớ các bạn anh đọc tiếp có một cái sự nghiệp thành công thì cũng có những cái yếu điểm của nó cũng có những cái nhược điểm của nó đúng không ạ à? nếu như cái kết quả của những cái công việc khó cực nhập rồi nè khó khăn rồi nè là gì mang lại căng thẳng cho chúng ta vậy câu này mình có thể dịch vậy câu này mình có thể dịch cho nó á là sở hữu được một cái công việc một cái sự nghiệp thành công thì cũng sẽ có những cái yếu điểm của nó nếu như chúng ta mắc kẹt trong một cái khối lượng công việc đồ sộ và làm mà chúng ta cảm thấy áp lực mình dịch như vậy cho nó hay nha vậy thì sự căng thẳng có thể dẫn đến nhiều những cái triệu chứng ha nhiều những cái rối loạn về tâm lý như là trầm cảm nè, như là căng thẳng nè, như là mệt mỏi nè ha, rồi hung hăng nè và những cái điều kiện này có thể gây ra sự mất tập trung đúng không ạ và làm tăng những cái injuries đó là những cái tổn thương nghiêm trọng trong lúc làm việc vì rõ ràng là vì rõ ràng là gì? Vì rõ ràng là cái việc tăng stress dẫn đến những cái tai nạn nơi làm việc là bởi vì chúng ta thiếu tập trung nó giảm tập trung vì vậy, những người worker họ bận rộn khi quan sát những cái regulation không phải thôi worker thì họ không có quan tâm về cái công việc không đúng ha nó dẫn đến cái việc suy giảm trong sự tập trung và trầm cảm đúng là câu c nha bạn đề dễ không rất là dễ đúng không rồi sang câu số 6, cũng từ là kick the bucket câu này mấy bạn không cần xét ngữ cảnh cũng làm được ha. những bạn nào học với anh chắc chắn sẽ làm được bởi vì câu này là một câu hỏi về ít và câu anh đã dạy rồi dạy rất còn nhiều rồi thằng người là chết chết đúng, đúng là câu đây là trai nha các bạn tiếp tục chuyển anh sang câu tiếp theo câu số 7 ha câu số 7 là đâu là cái nhang đề cho cái đoạn văn thứ nhất này và cái nhan đề cho đoạn văn thứ nhất này là gì câu a là stress căng thẳng thì tác động tiêu cực đến sai làm sao ở cái đoạn văn thứ nhất này các bạn thấy là làm gì cứ nói nó căng thẳng đúng không? Nó chỉ nói về tuổi thọ thôi, không đúng ha. Câu B căng thẳng sai luôn ha. Câu C là gì? Câu C là có cái sự nghiệp cũng không luôn là mình nhắc sự nghiệp đúng là câu D ha. Nó nói về là cái tuổi thọ thì đã tăng đáng kể trong nhiều thập kỷ vừa qua và thông tin nằm cho các bạn. Đây ha. Đây tuổi thọ đã tăng đáng kể trong nhiều thập kỷ vừa qua. Đây là cái ý chính của cái đoạn văn này luôn được không ạ? À? Tiếp tục sang anh câu cuối cùng là câu số 2 vậy thì sau khi đọc hết cả một bài này rồi à anh đọc đoạn này cho bạn coi nè ha nếu như bạn lo lắng rằng công việc có thể làm giảm tuổi thọ của bạn thì bạn nên cần á, tránh những cái công việc nguy hiểm ví dụ như là pilot công nhân xây dựng lập ngói đúng không ạ à? lái xe các kiểu đúng không vì rõ ràng là cái đoạn văn này chính thảo luận về vấn đề gì nó có thảo luận về định nghĩa của tuổi thọ không? ha nó chỉ nói về đoạn thứ nhất thôi đúng không nhưng mà ba đoạn còn lại nó không thảo luận về định nghĩa của tuổi thọ thì bạn nhớ anh cái mẹo khi mà mình chọn câu main idea đó là cái câu chủ đề cái câu chủ đề nè là cái câu không quá chung chung không quá cụ thể nhưng không thể không được nhắc đến ở trong bài và thì nếu như bạn chọn câu a thì nó vi phạm cái chức năng sorry nó vi phạm cái lý thuyết là nó quá cụ thể tức là nó chỉ được đề cập đến trong một đoạn văn thôi ba đoạn văn còn lại không được đề cập trên câu a nó sai câu b là cái sự so sánh cũng sai luôn đúng không ạ chỉ trong đó, ba, chỉ nó nó chỉ nói trong đoạn văn đầu đầu tiên mà thôi câu c là tầm quan trọng thì không nói về tầm quan trọng mà nó nói về gì nó nói về sự nghiệp ảnh hưởng đến tuổi thọ đúng, là câu D. Vậy anh đã sửa xong bạn bài đọc 7 câu để bài đọc dễ nhé. Đi thi gặp bài đọc này phải 10 điểm nha mấy đứa. Rồi bây giờ mình cùng tiếp tục chuyển sang bài đọc tiếp theo nhé.